Phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em như iPhone, Samsung, Oppo. Cái phần mềm này nó có thể là chỉnh sửa được tất cả những cái hack sửa tin nhắn, ví dụ như SMS tổng đài, Zalo, đấy, Messenger trên Facebook, Kakao, Viber, đấy, công ty đều có thể là hack được tất cả cho anh em. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy. Tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em khi test đấy, video sẽ được chạy thông suốt, đấy, không có chuyện cắt ghép video chỉnh sửa anh em nhé. Anh em cứ chú ý cái đồng hồ chạy rơi này. Đấy, thì anh em thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này. Đấy. Sau đây tôi sẽ vào Zalo anh em nhé. Vào Zalo này. Tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn. Đấy, là lô 11 22 33 nhân 5.000 điểm anh em nha, chơi lớn anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, anh em nhìn rõ này, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian, khung thời gian anh em nhé. Nick của nó là Hoa Vinh anh em nhé, cái nick Zalo nó là Hoa Vinh này. Tôi sẽ gửi sang cái máy chủ lô. Đấy, cái máy chủ lô sẽ nhận được. Đấy, cho anh em xem cái thời gian này, lại cái thời gian anh em nhớ tôi mốc thời gian nhé. Đấy, đó là 13 giờ 53 phút hôm nay. Đấy, 13 giờ 53 phút hôm nay. Đấy, sẽ mở cái tin nhắn của chủ lô ra. Đấy, thì cái máy của chủ lô anh em nhé, đấy, nó sẽ nhận được cái tin nhắn là lô 112233 nhân 5.000 điểm vào lúc 13 giờ 53 anh em nhé. 13 giờ 53 thì thông thường chủ lô họ sẽ copy lại này, copy lại ok ok cho mình và họ sẽ gửi sang cho mình anh em nhé. Đấy, họ sẽ gửi sang cho mình này vào lúc 13 giờ 54 anh em nhé. 13 giờ 54 lô 112233 ok lại 13 giờ 54. Đấy. Thì bên máy phần mềm của mình sẽ nhận được của họ là lô 112233 nhân 5.000 điểm ok vào lúc 13 giờ 54 anh em nhé. Anh em nhớ tôi cái mốc thời gian này. Đấy. 13 giờ 54 này. Đấy. Tôi sẽ ghi một cái nội dung tin nhắn nữa là đề anh em nhé. Đấy, đề ba càng, hôm nay tôi đánh ba càng. Đấy, 2 3 4 ba càng anh em nhé. Nhân nó 5 triệu. Đánh sập nhà cái luôn. Đánh sập chủ lô luôn anh em nhé. Nếu có sân chơi là anh em sẽ giành chiến thắng thôi. Đấy, sẽ gửi sang này. Đề 2 3 4. Đấy, nhân 5 triệu này, 2 3 4 nhân 5 triệu vào lúc là 13 giờ 55 anh em nhé. Đấy. 13 giờ 55 này. Đấy. Ok. Tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đấy, Hải này. Vào lúc 234 nhân 5 triệu vào lúc 13 giờ 55. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy lại anh em nhá. Đấy, và dán ok. Đấy, anh em ok. Đấy. Ok và gửi sang máy phần mềm của mình. Đấy. Thì tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung tin nhắn trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy. Thì đầu tiên là cái nick Hoa Vinh và Hải này anh em này. Đấy, đấy. Hoa Vinh và Hải này. Đấy. Thời gian là hôm nay này, 13 giờ 53 hôm nay. Đấy, 13 giờ. Để cho anh em xem kỹ luôn. Đấy, 13 giờ 53, 13 giờ 53 11 tháng 1 2020 anh em nhé, lô đề này. Đấy, 13 5 5 này. Ok anh em nhớ tôi mốc thời gian và con số. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái mốc thời gian khi chỉnh sửa nó vẫn giữ nguyên mốc thời gian bắt đầu gửi anh em nhé. Đấy, bây giờ là 4 phút 04 giây. Đấy, tôi sẽ để là 5 phút 30 giây. Tôi chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái khung thời gian vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu. Thì anh em nào có nhu cầu về phần mềm, anh em cứ gọi trực tiếp vào số 0916541 44. Bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất. Đấy, để tránh những cái
tình trạng anh em mua những cái cơ sở khác không đúng như quảng cáo, anh em đòi bảo hành. Đấy, lưu ý với anh em, công ty dùng cái số điện thoại duy nhất ở khu vực miền Nam. Anh em qua bến xe miền Đông, trung tâm có cơ sở cạnh bến xe miền Đông, anh em vào nhà, anh em test phần mềm và cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, cái khu vực ở bên miền Bắc, trung tâm cơ sở cạnh bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở, anh em cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, ở bên nước ngoài anh em không về được, trung tâm có những đội ngũ nhân viên cao cấp nhất ấy, xâm nhập vào máy của anh em, cài đặt cho anh em, cài đặt xong ok anh em mới phải chuyển phí cho bên trung tâm. Đấy, lưu ý với anh em. Đấy, đã qua được bây giờ 5 phút 22 anh em nhé, tôi sẽ bắt đầu chỉnh sửa cho anh em này. Thì cái phần mềm này thì chỉnh sửa cực kỳ đơn giản thôi, anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt sẵn, anh em thay đổi con số và anh em gửi lại thì máy sẽ tự động bộ hóa giữa hai máy anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này anh em này. Đấy, anh em chú ý cái máy chủ lô này. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Thì vừa rồi tôi đã chỉnh sửa thì bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé, bên chủ lô này không sáng đèn. Thì quan trọng nhất bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy con số và cái thời gian có giữ nguyên mốc ban đầu không và con số nó đã được thay đổi không anh em nhé. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, Hải này anh em này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, vào Zalo anh em nhé, Hải này, Nick này, Hoa Vinh này. Đấy, đây anh em này, tôi sẽ mở ra này, sẽ mở hai tin nhắn ra này. Đấy, so sánh cho anh em này. Đấy, vào lúc 13h53 mùng 1 11 tháng 1 2020. Đấy, 13h53 con số đã được thay đổi anh em nhé. Ok chưa anh em? Ok chưa? Với cái phần mềm công nghệ này, anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi, anh em sẽ giành chiến thắng với những anh em có sân chơi anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip.